vô. Vô chị hai. Vô. Em đâu rồi? Có em. Dẹp nó qua một bên đi, hốt hết nhà cho tao. Không được. Không có của cải gì hết á, là đuổi bên ra khỏi đây. Cái này được không? Trời đất ơi, cái đó có giá trị gì? Hả? Nhà có cái gì đâu mà gom. Đi vô trong có cái gì gom ra hết cho tao. Có rồi. Không có khô gì hết. Không trả tiền thì tôi gom hết đồ. Gom hết luôn. Gì vậy? Cái đó mà có giá trị gì? Trời ơi, có cái gì đâu. À, có rồi. Đâu lấy ra đây. Đừng, đừng. Bán cái này là khẩm luôn à. Chú, làm cái gì vậy? Đi theo tôi bao nhiêu lâu rồi hả? Mà gom đồ vậy hả? Vô trọng có cái gì giá trị gom ra. Chỉ có mấy cái này bán ra trả chai được thôi chứ đâu có cái gì đâu bán. Cô ơi, cô tha cho tôi để đừng có làm vậy. Gia tài tôi có bao nhiêu đó mà đã hết rồi. Chúng tôi biết làm sao cô ơi. Làm ơn tha cho tôi. Gia tài có bao nhiêu đó thôi hả? Dạ. Lúc mượn tiền người ta thì có nói như vậy không? Dạ. Hả? Năng nỉ ỉ ôi mượn rồi hứa trả tiền vốn tiền lời tới bây giờ bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu tháng rồi. Dạ. Hả? Để từ từ. Chú ơi, chú. Bà Nam. Cậu ơi, cậu làm ơn nói với chị chồng của cậu ta dùm cho tôi một lần này thôi. Bà lôi kéo tôi. Bây giờ bà hạm khôn hồn bà trả nợ đi. Dạ. Mượn tôi thì bà nói chuyện với tôi. Bà không có nài nỉ ai hết nghe. Đó, đó, nghe đi. Khăn xịn hả? Không có tiền mà mua khăn xịn hả? Áo xịn hả? Cởi ra. Cởi ra. Tội nghiệp bà già lạnh chết ma chị ơi. Em không có tiền trả tôi mà mua đồ giá trị như vậy ăn mặc hả? Dạ không. Cái đó là cháu nội tôi nó mua nó tặng cho tôi cô ơi. Tôi không cần biết. Ba mặt. Nè, mấy người là ai vậy? Buông ra. Làm gì? Cái con này làm cái gì vậy? Hả? Bà nói của cô mượn tiền tôi 3 triệu đồng lo cho cô ăn học ha. Bây giờ không có tiền trả cho tôi 2 năm trời nay rồi. Tiền lời giờ tiền vốn là 50 triệu đồng trả đi. Quá gì mà 3 triệu mà thành 5. Em không trả cho tôi thì hai bà cháu cô dọn ra khỏi đây mà ở. Tôi lấy căn nhà này. Chuyện này có thiệt hả nội? Sao nội nói với con là tiền nội để dành vậy? Nếu mà nội nói thiệt thì cháu không học nữa, cháu bỏ học làm sao? Là sao? Chị ơi, tôi năn nỉ chị tha cho nội tôi được không? Tôi sẽ đi làm để trả tiền cho chị mà. Cô làm nghề gì? Bao nhiêu một tháng lương hả? Dạ, tôi còn sinh viên, một năm nữa tôi mới ra trường. Nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ đi làm để trả nợ cho chị mà. Cô ơi, cháu tôi nó làm ngành y đó, nó đại học đó, nó làm mà nó dạy thêm một tháng được 1 triệu bạc lận rồi. Ủa? Nó gom trả cho cô. 1 triệu đồng không đủ hai bà cháu bà ăn hả? Ở đâu mà lấy tiền trả cho tôi hả? Tôi đi bán rau, bán củ đồ này kia để tôi phụ thêm để trả. Bán bà cái thứ đó không đủ mua mắm muối cho bà ăn nữa. Dạ. Dẹp đi. Dạ. Không có nói nhiều nữa. Thôi được rồi. À, tôi sẽ không có làm cho bà mệt nhọc thêm nữa. Dạ, dạ, cảm ơn. Ha? Dạ. Rồi, bà cháu bà thoải mái ha. Dạ. Sung sướng ha. Dạ. Con cháu bà đó sáng sủa được lắm á, dốc dáng được lắm á. Thôi bây giờ muốn trả nợ á thì tôi giới thiệu cho bên cái quán bạn của tôi. Rồi vô đó làm, một tháng 5 triệu đồng nghe bé. Hả? Mà làm cái gì mà tiền nhiều dữ vậy con? Ừ thì anh... Làm quán bar đó. Làm quán bar hả? Ừ. 5 triệu. Không. Trả nợ liền. Không được. Cháu tôi nó đang học ngành y, nó không có thể làm những cái nghề đó được. Không được mà được. Làm những nghề đó sao không được? Không được mà. Dơ bẩn hả? Trời ơi, bán rau, bán cá, mấy cái đó mới dơ tay, dơ chân. Còn cháu bà vô đó, ngồi trong quán bar có làm gì đâu. Ngồi đó tiếp khách thôi, cười dẹo qua dẹo lại thôi, tháng 5 triệu đồng. Như vậy mà không sướng là sao? Không. Hả? Mặc dù tôi khổ bao nhiêu khổ, tôi cũng lo cho cháu tôi thì ra đại học mà không có thể làm cái gì. Yes, dẹp ba đại học quằn bên đi. Chưa kể là vô trong đó mà gặp đại gia nghe. Là nó hốt một cái về xây biệt thự cho bà hưởng thụ. Trời ơi, lên hương, vậy đi nghe. Được không? Con không làm đâu nội ơi. Không có tiền, không chịu làm công việc thì đi ra ngoài. Không dòng này có tạm đại với tao. Lên. Trời ơi. Con. Trời ơi, đi về. Trời ơi, nội sao vậy đây? Nội ngồi đây đợi con lấy thuốc cho nội. Chị làm quá là bà chết. Tại chỗ này là em với chị là mang quả đó. Không có chuyện chết đâu. Tao lấy tiền được tao mới đi về. Mệt rồi kìa.
có thuốc đâu, ngồi lẹ lên. Trời ơi, thuốc men gì đây? Không có thuốc men gì đây hết. Bà đừng có làm bộ nữa. Tôi cho bà cái hẹn, nói trong ngày mai phải trả nợ cho tôi tiền lời, tiền vốn. Còn nếu không á, chú cho xong cái căn nhà này cho tôi. Nhanh lên. Đi về. Nội ơi, nội sao vậy nè, nội ơi, nội ơi. Đừng bỏ con mà nội ơi, nội dậy uống thuốc đi, nội đừng bỏ con mà. Nội ơi, nội sao vậy nè, nội ơi. Có ai không, có ai cứu nội tôi vậy, có ai không, nội ơi, nội ơi, nội tỉnh dậy đi, nội đừng bỏ con mà. Nội ơi. Xã thấy em mặc cái áo này nó sao ông xã? Sao tự nhiên em thấy ở trong shop á, nó trưng ở trên mannequin nó đẹp gì đâu á, mà em thử em thấy cũng được á nha. Tự nhiên về nhà sao thấy mặc vô nó làm sao á, sao nó không hợp dáng em hay sao? Hợp thì cũng hợp, nhưng mà em hỏi ý ông xã coi, nhất thống nhất với em cái coi thấy ấm. Nãy giờ nó không nghe hả? Mà làm gì vậy? Tôi đang đọc mà. Đọc gì, đọc gì? Nhìn đây, áo mới mua đẹp không? Đẹp không? Anh thấy sao? Ừ, đẹp á. Vì mà nãy giờ em có tự tin, đẹp phải không? Tự tin à, tự tin rồi đó. Nhưng mà đẹp á, với mấy đứa trẻ, thấy không? Chứ còn với bà coi nó dị hợm. Mà tôi hỏi bà nghĩ sao mà đẹp với mấy đứa trẻ là ở cái xứ nào? Chứ cái xứ Đà Lạt này nó lạnh gần chết vậy. Mà bà ăn mặc cũng tưởng vậy bà coi được không? Đó. Lúc nào cũng chê người ta hết vậy. Mặc cái gì vô khoe cũng chê hết trơn á. Biết áo mấy triệu đồng không? Làm như cái hình ảnh của tôi á, trước mặt ông bị chướng lắm hèn sao vậy đó. Với lại hồi trước tôi cũng một thời lừng lẫy bộ, dáng dốc tôi cũng thui gì người mẫu đâu nha. Tôi lấy anh đó, xong cái bắt đầu hả, đẻ con chanh. Rồi cái nó mới xòe xòa vậy nè. Má, chứ... cho con tiền mua đồ thể dục đi. Thôi, mua đồ thể dục cái gì? Đồ con mặc từ lớp 10 tới giờ chặt hết rồi, cũ nữa. Cũ đâu mà cũ, để mà tẩy lên cho nó sáng. Năm nay con là lớp 12 rồi, năm sau đâu có còn mặt nữa đâu, mua chi tốn kém. Dạ thôi vậy cũng được, vậy má cho con tiền mua máy tính đi. Chi? Dạ tính toán. Tính toán làm cái gì? Cái đầu con đâu? Sao con không có suy nghĩ, con nặng ốc nặng não rồi con tính toán mà con đi mua máy chi cho nó tốn kém. Dạ số hàng lẻ hàng chục thì con làm được, chứ mà số hàng tỷ sao con làm được má. Thôi thôi thôi, không có mua đâu. Lạnh thì... là phải không? Hả? Ừ sao lạnh dữ vậy anh? Hả? Tự nhiên tay chân bóp bóp sao càng nói càng cứng họng vậy. Ừ, rồi đó, này. Ăn mặc vậy rồi nó lạnh là phải rồi. Lạnh ngắt. Chạy cái đó vô. Cái gì vậy? Chuyện của tôi. Hai đứa cháu. Nè con, cầm tiền đi mua bộ đồ thể dục. Rồi dạ. Mua cái máy tính luôn, nghe. Dạ cảm ơn ba. Anh kỳ cục. Ba thấy bác đi học. Khoan con. Dạ. Quên nữa. Con gọi điện xin với thầy là cho con nghỉ học luôn đi. Ủa sao được ba? Yên tâm, bữa nay ba có mời cô giáo tới đây kèm con tại nhà. Thôi không được. Thiệt hả ba? Ừ. Làm cái gì mà. Cảm ơn ba. Xí hụt nè. Dạ. Gì nữa? Không có mướn gia sư về nhà, tốn kém, tiết kiệm. Cho ra trung tâm học giùm em cái. Bà sao lạ quá. Con mình đây nè, nó chuẩn bị thi vô ngành y. Mà cái cô mà tôi mời gì lợi kèm cho con mình á là người tôi đậu xuất sắc ở ngành y. Thì cái đó là người ta tới ta kèm con mình vậy là hợp lý quá rồi, sao bà không chịu? Tôi không biết, ông dạy con cái kiểu gì á. Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ? Ai vậy? Con, chắc dạ. Cô giáo con tới đó, ra mời cô con vô đi. Kêu dạ. Cô về đi. Ba, ra mời cô con vô, có đúng không? Bực bội ghê. Dạ, chào cô ạ, nhờ mời cô vô ạ. Dạ em chào anh, em chào chị. Mời cô ngồi. Dạ. Ủa là cô hả? Là sao mình?
Vậy là bà đã biết cô Tú rồi phải không? Vậy là tôi khỏi cần giới thiệu nghe. Nó nghe này mình hả? Mình qua đây. Mình có biết cái cô này là cách đây 2 năm tôi tới tôi đòi nợ bà nội cổ, xong bà già lên tăng xong rồi lên huyết áp gì tùm lum hết rồi, nói là bệnh tim rồi lăn ra chết đó nghe không. Rồi bây giờ tự nhiên tới đây là sao? Không phải dạy con mình đâu mà có ý đồ gì nè, xấu xa nè. Có đâu, cái chuyện này á thì tôi cũng có nghe cô Tú nói rồi. Nói là sao? Có tâm sự với nhau luôn á hả? Thân dữ vậy? Coi, thì cô Tú là vô làm ở trong bệnh viện của tôi, tình cờ tôi nghe được cái chuyện đó thôi chứ có gì đâu. Thấy chưa, như vậy là tự tìm hiểu tới ông, làm quen với ông, rồi bây giờ lân la tới nhà mình có mưu mô gì nè, muốn làm cái gì gia đình mình nè. Dạ xin lỗi, chắc là chị hiểu lầm rồi. Tôi tới đây chỉ giúp cho Trung thi đậu đại học thôi, chứ không có ý gì hết. Làm sao mà tôi tin cô được? Với lại con tôi không cần gia sư đến đây dạy đâu. Ủa mà sao bà? Ông đừng có mướn cô này mà, tôi không có đồng ý đâu. Thôi. Nè con. Dạ. Con mời cô lên lầu để chuẩn bị dạy con học đi. Dạ. Nha. Dạ tôi xin phép. Dạ mời cô. Trời đất ơi. Cái gì? Ông làm cái gì vậy? Tôi nói là không mướn cô giáo này mà ông vẫn cho người ta lên dạy con mình là sao? Bà im. Từ trước tới giờ cái gì tôi cũng chiều bà được, nhưng mà đây là tương lai của con, tôi không chiều bà đâu. Nhưng Trang vậy, ổng không phát hiện. Làm hết hồn à. Sao chú nói á, là ổng sẽ tới đây mà rình cả buổi ở ngoài bụi cây á, mũi cắn chết luôn vẫn không thấy ai hết trơn á. Chị yên tâm đi, từ ngày mà chị giao cho em cái nhiệm vụ mà theo dõi anh hai đến giờ á, là em làm là đâu ra đó. Ngày hôm qua đó là ổng có gọi điện thoại cho ông Tú, ổng nói là tối nay ổng ghé đây nè. Ban đêm ban hôm mà hai người ở trong căn nhà này có chuyện gì xảy ra? Trời ơi chú ơi, chú ơi. Ngồi. Chuyện gì với chồng tôi chú? Tự nhiên bây giờ ha, lại lén lút đi qua nhà con hồ ly tinh này có chuyện gì? Có chuyện gì? Trời ơi, tôi không có để yên đâu nghe chưa. Trời ơi, em cũng nghi lắm. Nhưng mà trời ơi, mà ổng mà anh ruột của em mà em đi theo vậy nó kỳ cục quá. Vậy trốn. Được lòng là theo Tú á, cái tình hình thằng Trung bây giờ nó học hành ra sao rồi Tú? Dạ Trung nó thông minh lắm anh. Vậy à? Em nghĩ chuyện nó đậu đại học y á sẽ không còn xa đâu. Em mời anh vô nhà chơi. Được rồi, Tú lấy cho anh mượn cái dĩa đi. Dạ. Thật lòng nghe Tú nói về cái chuyện học của anh Trung vậy á là anh rất là mừng. Bởi vì anh lu bu công việc quá đi cho nên là không có thời gian chăm sóc cho thằng Trung được. Dạ. Mà mẹ nó thì nghe lời cái bà chủ quán tiên cảnh gì đó cho người ta vay tiền để kiếm lời, cho nên không có thời giờ mà chăm sóc cho con mình nữa. Mà được Tú lo lắng mà kèm cặp cho nó ăn học vậy là anh vui lắm. Dạ, tại vì anh cứ đi làm suốt hà, rồi chỉ ở nhà một mình chỉ buồn, phải kiếm chuyện làm thôi anh. Sao tự nhiên anh nhìn em dữ vậy? Tú à, Tú chẳng những đẹp người mà còn đẹp nết nữa. Dạ em cảm ơn anh. Vợ của anh làm khổ Tú đủ điều hết mà Tú chẳng những không giận mà còn tập trung lo dạy cho thằng Trung nó thi vào đại học nữa. Anh cảm ơn Tú nhiều lắm. Không có gì đâu anh. Anh đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Em nghĩ Trung nó lớn rồi, nó biết tự lo cho mình mà. Cho mà anh dính gì nè? Dính cái gì hả mày? Hả mày? Hả mày? Đi ra coi. Bà làm cái gì vậy? Bỏ xuống. Bà làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Bà làm. Hai người theo dõi tôi đâu phải không? Rồi sao? Có cả chú nữa phải không? Ai đâu? Bỏ ra đi. Không cần biết. Bắt tận tay ha. Đàn ông hèn hạ đi nói xấu vợ hả? Hả? Ông á lén lút được cặp kè với cái con hồ ly tinh này, tôi không có tha cho nó đâu, hiểu chưa? À, ngoại tình với nhau. Cái gì? Cầm cái miệng bà lại đi. Cầm cái gì? Tôi đặt cái mặt nó. Anh tử tế. Anh bình tĩnh. Ngoại tình cái gì? Ai ngoại tình? Không phải sao?
Bình tĩnh đi anh. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Mày cấm miệng mày lại. Nè, bà bình tĩnh bà nghe tôi nói nè. Cô Tú cô sống ở đây với bà nội của cô ấy. Mà bà nội cổ mất là do ai? Một phần là do bà. Cái gì? Mà người ta không những là không quán giận bà, mà người ta còn tập trung người ta dạy dỗ con bà thi đại học nữa. Mà nỡ nào bà đối xử vậy sao? Cho nên hôm nay nè, tôi tới đây tôi mua trái cây, tôi định là vô tôi thắp hương cho bà cụ. Trời đất ơi. Bà hiểu chưa? Còn có chuyện đó nữa hả? Dạ, thân đúng. Thích với nhau hay thấm thiết với nhau ha? Ha? Tôi không có tha cho nó đâu. Ha? Tôi cũng không có tha cho ông đâu. Chồng gì mà kỳ cục vậy? Bà cấm cái miệng mà lại. Bọn chú. Dạ. Đưa bà về đi. Tôi không có về hay. Trời, anh kêu về để đi về đi. Trời ơi. Trời ơi, rất ghen kỳ cục bà. Buông ra đi. Đi về. Buông ra. Thôi anh xin lỗi tôi. Dạ. Anh không ngờ là có sự việc nó xảy ra như vậy. Dạ. Em hiểu mà, không sao đâu anh. Em nghĩ bây giờ tốt nhất anh nên chạy theo Đăng Nỉ chỉ đi. Giải thích cho chị hiểu. Thôi được rồi. Dạ. Vậy anh về nha Tú. Dạ. Bà hãy chờ đó đi. Bà sẽ tiếp tục đóng vai chính trong vở kịch bi thảm mà do tôi viết nên. Chết rồi, tôi nói rồi. Tôi nói với chị rồi, trời ơi. Là cái gì rối anh dữ vậy? Trời ơi, sao không rối trời ơi. Anh hai anh thấy rõ ràng, thấy là em là dắt chị đi đánh ghen. Trời ơi, kỳ này về là ổng giận em chết luôn đó. Làm gì nhát dữ vậy? Có gì đổ thừa hết cho tôi đi. Chịu chưa? Gì đổ thừa? Đây là chị hết trơn mà đổ thừa gì? Mà trời ơi, chị làm ổng mà biết được là chết em luôn á. Ê, đụng gì đó? Làm gì đó? Thì chơi chứ làm gì? Đồ của thằng Trung đó nha. Đụng vô hư của nó đi à. Thôi đừng bắt thường nha, nãy giờ tôi đụng vô mà nó không có chạy nè. Đó đó, cũng tại chú không thấy chưa. Mà tôi nói rồi, làm ơn lấy vợ giùm cái đi. Nếu mà lấy vợ rồi á, thì giờ á, cái đó là của con chú xài chứ không phải là chú, nghe chưa? Tại sao bà theo dõi tôi? Thì không có lửa sao có khói. Không làm chuyện bậy bạ sao người ta đi theo dõi làm gì? Bà coi lại cái cách sống của bà đó nghe. Bà còn đối xử với tôi hồ đồ như cái kiểu đó nữa đó. Tôi đi ra ngoài tôi ở, tôi để cái nhà này cho bà. Không nói cái gì vậy? Hả? Đứng lại. Chú nữa. Dạ. Giác ai à? Dạ em nào biết, em nào có hay. Hay quá ha. Còn một lần nữa chú cũng ra khỏi nhà này. Thấy chưa, trời ơi, anh em biết mà, ổng nóng dữ lắm. Thôi giờ em nói chuyện nghe, giờ mọi chuyện giờ cũng xong hết rồi, giờ mình bình tĩnh đi. Giờ chị tính toán gì với em đi? Tính cái gì mà tính ở đây? Thì cái lời hứa của chị đó. Tôi có hứa cái gì đâu mà tính. Tiền chị. Cái gì? Chú có làm cái gì đâu mà đòi tiền? Chị nói vậy mà chị nghe được. Sao không làm gì? Làm quá trời làm luôn, mấy bữa nay ngày nào không đi chị canh chừng mà chua vô lùm đồ này nọ không mà. Nè, chị thấy không? Phải mua cái khăn này mấy chục ngàn này mà ngụy trang không? Trùm lên nhà để người ta không thấy cái mặt mình. Thôi được rồi, bất quá trả tiền cái khăn thôi, làm gì ghê vậy? Gì vấn đề không phải là cái khăn chị hai ơi, vấn đề công sức của em nữa. Chứ chị nghĩ coi, chứ ai đời em trai mà dắt chị dâu đi bắt ghen anh ruột của mình, không? Kể lễ ở đây hả? Tôi kể mới đúng đây nè. Nuôi chú từ hồi đó tới bây giờ, ha, ăn ở, nghỉ ngơi, quần áo, xà bông, xà biếc, tất tần tật đều tiền bạc của tôi lo cho chú hết. Rồi bây giờ kể công là sao? Không phải em kể công, nhưng mà kẹt quá. Tại vì em mà đó giờ cũng bỏ cờ bạc rồi. Không, nhưng mà tại vì tụi nó dụ em đánh rồi em mắc nợ nó số tiền rồi giờ mà em nói thiệt mấy nay là em trốn chui chui trốn nhủi luôn á, làm em kiếm tiền để em trả tụi nó. Giờ em nói thiệt với chị á, mà em mà không ra mặt á, mấy nay tôi quậy nó nói rồi, đám xã hội đen nó tìm em á. Ráng chịu. Trời ơi, sao ráng chịu được? Ai biểu chui đầu vô máu cờ bạc chị, ráng chịu. Nó thịt em luôn. Bây giờ chị hai ơi, em nói gì hai nghe này nè. Bây giờ chị uống. Làm gì? Chị bình tĩnh đi, coi như là giờ chị không cho cũng được nữa. Bây giờ chị cho em mượn đi.
Thôi, tôi có tiền đâu mà cho mượn. Chị cho mượn mới em trả mà. Thôi dẹp đi, làm ráng chịu đi. Chị mong cho mượn là tụi nó khẻo lỗ tai em đó. Tụi nào? Tụi xã hội đen chứ ai. Trời ơi, đụng tới tụi đó nữa là sao? Xin anh của chú đi. Hết anh rồi tới em, bực bội quá à. Cho gì hết trơn á. Chị tráo trở với tôi hả? Chị chấm mắt lên chị xem thằng này sẽ làm gì. Thôi dẹp cái này giùm ba cái đi. Dạ. Ngày thi cử tới nơi rồi. Bài vở ôn thi tới đâu rồi mà không chịu lo học hành mà lo chơi về đây. Dạ, cô Tú có chỉ con dạy mấy cái bài mẫu thi rồi ba. Ừ. Thì biết là vậy rồi. Nhưng mà cũng phải ôn cho nó đàng hoàng. Nghe chưa? Dạ. Nhưng mà cô Tú cũng nói là trước ngày thi mấy ngày á, phải thư giãn đầu óc thì là bài mới tốt được. Ba ăn ba. Để đây ba. Dạ. Vậy là cô Tú có dạy con vậy rồi phải không? Dạ. Thôi, cô Tú nói vậy thì cũng chính xác, cũng đúng đó. À mà nè. Dạ. Má con ở đâu mà từ sáng giờ ba không thấy vậy? Hồi sáng má nói má đi mua đồ rồi. Chết rồi, này ơi. Cái gì? Cái gì có chuyện gì mà cậu hấp hối hấp hải vậy? Chuyện gì? Trời ơi, chị hai bị biểu em đi mua axit. Hả? Gì vậy? Bà Tú, bà hứa vậy xin sống cậu hờ, không cản chỉ cậu lái. Trời ơi, cản đâu có kịp đâu, bây giờ em mới chạy về, em hỏi anh bây giờ sao đây nè. Thôi bây giờ về nè, cậu gọi điện cho cô Tú, nói cô Tú là không được về nhà. Rồi, còn tôi gọi tôi khuyên can cho chị cậu. Rồi, gọi ra lẹ ba. Rồi. Chết, em điện thoại không có, mày cho tao mượn điện thoại gọi đi. Điện thoại tao cầm rồi. Chú gọi đi, chú hỏi. Số mấy, trời ơi, mày làm tao rối hết trơn. Mày. Sao? Tôi chưa nghe. Được ba. Chạy sao? Má con cũng không nghe điện thoại. Thôi được rồi, để ba chạy qua nhà cô Tú. Chạy sao kìa? Chạy luôn ba. Chạy vợ rồi. Chờ con ba. Đây.
đừng có buồn nữa. Từ từ rồi nó cũng sẽ khỏi thôi. Khỏi à? Khỏi sao được mà khỏi? Tôi phải trốn chui trốn rút ở trong nhà suốt cuộc đời. Suốt đời tôi không dám ra ngoài. Tôi không thể nào hết được. Không trở lại bình thường được là tại ai? Tại ai? Ông trả lời đi. Tại ai? Thì một phần cũng tại bà. Tại ra là tại tôi. Tại ra là tại tôi. Tại tôi là sao? Tôi làm sai cái gì mà tại tôi? Tôi bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi mà tôi bị nông nỗi này. Chứ tại tôi là sao? Bà, qua đây ngồi đi bà. Tại con Tú. Tại con Tú tôi mới ra nông nỗi này, hiểu chưa? Má, bình tĩnh lại má. Má. Má à, chị Tú không có lỗi đâu. Đừng nói thừa chị Tú nha má. Mình nói cái gì? Có sự là nó, là con hồ ly tinh đó mà mày nói nó không có lỗi hả? Hả? Mày bánh giật cho nó hả? Má à, bình tĩnh mày lại. Mày giống ba mày. Mày bánh giật cho nó, mày trả lời tao đi. Mày trả lời cho tao biết đi. Là mày bánh giật cho nó hả? Má ơi, má bình tĩnh lại má. Con xin má đó. Chị Tú không có lỗi đâu. Má đừng có hại người ta nữa nha má. Con xin má mà. Mày nói cái gì? Ba ơi, ba đánh con đi má. Má cứ đánh con đi. Nếu như mà đánh con á, má đừng có hại người ta cũng được nữa. Con xin má, con không có mặt má. Mày đi ra. Con thương má lắm mày mà. Mày đánh ra. Má ơi, con thương má. Má mày bênh vực người ta. Má mày ra nông nổi này mà tại sao mày bênh vực người ta? Đúng. Mày đi ra. Đúng. Tao không muốn đi ra mày. Đúng. Đi đi. Con đi đi. Để má con ở đó. Đi đi con. Nghe ba đi đi. Trung ơi, ngay cả nó mà nó cũng bên người ta bỏ tôi. Cũng tại ông. Ông với con hồ ly tinh đó mà không gây ra cái sự thì làm sao mà tôi ra nông nổi này. Tôi sẽ giết nó. Tôi sẽ giết nó. Bà. Tôi sẽ giết nó. Bà. Tôi giết nó. Tôi sẽ giết nó. Bà. Tôi sẽ giết nó. Bà nghe tôi. Trong đầu của bà lúc nào cũng có những cái suy nghĩ đen tối, những suy nghĩ tội ác muốn giết người không à? Bà có biết tại sao bà là mẹ của thằng Trúc? Nó rất thương bà, nhưng mà trong lúc này nó phải buộc lòng nó bỏ nó đi. Là vì sao? Là vì trước đây bà không có gần gũi thương yêu nó, nên nó không cảm nhận được cái tình mẹ thương con như thế nào hết bà. Tụi đi đi. Tôi bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi, vậy mà nói là tôi không thương yêu, tôi không chăm sóc con tôi. Như vậy là sao? Ông trả lời đi. Tại sao vậy? Tôi làm tôi tàn tạ một thì tôi sẽ làm nó tàn tạ gấp trăm lần. Tôi không tha thứ nó đâu. Ông đi đi, ông đi khỏi mắt tôi đi. Ông đi đi. Bà, nãy giờ tôi đã năn nỉ bà hết lời rồi. Bà biết tại sao tôi phải chiều chuộng bà. Tôi không muốn thằng Trung nó là một đứa con không có mẹ. Mà bây giờ như bà, bà là để nó không có mẹ như bà. Bà muốn vậy tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi. Ah!
sợ mất gia đình tôi. Tôi thương con của tôi, yêu chồng tôi vậy mà không được hay sao? Không được hay sao? Tại sao vậy? Cái chuyện này khi nào? Khi tôi về tới nhà thì ổ khóa đã bị cài rồi. Cô đã kiểm tra hết chưa? Có mất mát gì không? Không. Tiền bạc và vật dụng quý giá tôi để trong tủ vẫn còn. Chắc có lẽ là bọn chúng mới vừa cậy cửa thì cô về, bọn chúng đã bỏ chạy rồi. Dạ. Báo cáo anh. Tôi đã quan sát rồi thì thấy mọi vật dụng vẫn ổn định, không có gì xáo trộn hết. Vậy à? Là thật. Xin phép cô là cho chúng tôi vào kiểm tra lại một lần nữa. Dạ, mấy anh cứ tự nhiên. Không sao đâu, có tụi tôi ở đây rồi. Dạ. Đừng lo, ha. Đừng sợ quá. Mấy ngày trước đã cài cửa nhà tôi đúng không? Thì sao? Tao cậy đó thì sao? Hả? Mày tới đây tao để trừng trị mày. Mày là con hồ ly tinh, cướp chồng người ta. Nếu như bà nghĩ tôi và chồng bà có vấn đề thì người bà cần nói chuyện là chồng bà chứ không phải là tôi. Mà tới đây tìm tôi chứng tỏ là bà đã bất lực trong việc giữ trái tim của anh Mạnh rồi. Tại ai mà tôi ra đông nổi này? Hả? Mày sợ chưa? Mày nhìn mặt tao mày sợ chưa? Hả? Hả? Thì ai? Mày nhìn đi. Mày quyết định của chồng tao. Bà con hàng xóm ơi, cứu ra. Cái tin này nó làm tôi ra nông nổi này nè. Có chồng này giữ chồng thì bà con hàng xóm ơi. Bà yên mày đi, làm gì nó làm cái gì? Gương mặt của mày tan nát gấp triệu lần gương mặt của tao. Mày sẽ chết. Mày làm gì tao? Mày giết tao. Ba mới về. Ờ. Sao nay ba về trễ vậy?
Hôm nay trong bệnh viện có nhiều công việc ba phải ở lại và giải quyết cho nên nó mới trễ. Dạ. À, con đang ngồi học ôn bài thi đó. Dạ. Dạ mời ba uống nước. Ừ, để đó ba. À, ba, con có chuyện này con muốn xin phép ba. Là sau khi mà con thi đậu đại học á, thì con xin ba cho phép con vào ký túc xá con ở. Tại sao vậy? Dạ, tại vì... Thôi, ba hiểu rồi. Chắc thời gian gần đây gia đình mình có nhiều cái chuyện rắc rối quá, làm cho con thấy không yên tâm ở chung với ba má đúng không? Dạ. Không sao đâu con. Hôm rày má con bị sốc á, là do cái mặt của má con bị biến dạng vậy thôi. Rồi từ từ ba sẽ giải quyết cũng ổn thôi, nha. Dạ. À, ba. Gì con? Mình có cách nào để mà khôi phục lại khuôn mặt của má như ngày xưa không ba? Chứ từ ngày má bị phỏng tới giờ, ngày nào má cũng khóc. Con chịu không có nổi ba. Con, với khuôn mặt của má con bây giờ, dù có đi thẩm mỹ viện đi nữa thì cũng khôi phục lại một phần nào, chứ không thể nào trở lại như xưa được đâu con. Nhưng mà con cứ yên tâm, để đó ba từ từ ba liệu. Dạ. Chú kia, mấy bữa rày chú đi đâu vậy? Mà làm gì mặt mày bí xị vậy? Thì em đi nhậu với mấy thằng bạn em chứ đi đâu. Nhậu với mấy thằng bạn? Cái mặt này á là thức thâu đêm suốt sáng cờ bạc chứ nhậu nhẹt gì. Dạ luôn. Dạ tôi nghe đây. Dạ đúng rồi. Dạ. Hả? Dạ dạ dạ. À, chú đi theo tôi. Có chuyện rồi. Đi đâu giờ này? Ba, ai gọi vậy ba? Chuyện gì con vậy ba? Con bình tĩnh, con ở nhà. Ba về ba sẽ nói cho con biết sao. Trời, anh hai ơi, vậy bây giờ chú, mày ở nhà nhé. Tao chạy theo ba mày con làm sao? Anh hai, anh hai. Trời ơi, là có chuyện xảy ra nữa hay sao? Tra kỹ xung quanh đây coi có phát hiện ra điều gì khả nghi không. Chú lại đây. Sao sao thấy mấy cái dấu vết này nó là giống như là dấu vết của một bánh xe đang lăn đi và kéo theo một vật gì. Ông cứ chụp hình lại đi rồi mình kỳ kiểm tra sao. Em chuyển ngoài này nhé, tôi vô trong kiểm tra. Chú lại đứng đây, còn vợ tôi đâu? Thì hai tôi đâu? Khoan, mấy chú là người nhà của nạn nhân hả? Không, chúng tôi cần chứng minh hiện trường. Bà ơi, chú ơi. Sao lại thế này chú? Bình tĩnh. Em không biết, tối nay chị ấy tới tìm em. Tự nhiên chị ấy gây sự, rồi bêu xấu em, la lớn giơ lên cho hàng xóm biết. Rồi em tức giận bỏ đi ra ngoài. Một tiếng sau em về thì thấy chị ấy đã chết rồi. Thì tôi hiểu rồi. Chính cô ta giết chị dâu tôi. Bắt cô ta đi, bắt cô ta đi chị ấy ơi. Tôi không có giết chị ấy. Khoan anh. Sao anh? Tôi đã tìm ra con dao này sau vườn nhà của cô Tú. Hả? Đó là con dao gọt trái cây của tôi mà. Sao nó lại dính máu vậy? À,
Cô Tú à, vậy thì cách đây một tiếng đồng hồ á, cô đi đâu, cô làm gì và có ai làm chứng hay không? Không, lúc đó tôi bực tức lắm. Tôi bỏ ra ngoài, tôi cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Tôi đi lên đồi thông, trời tối đường lại vắng nữa cho nên là tôi không có gặp ai hết. Tôi có nghe nói cô có mâu thuẫn với nạn nhân đúng không? Đúng, tôi căm ghét bà ta lắm. Tôi tìm cách tiếp cận anh Mạnh để trả thù bà ta, nhưng mà tôi không giết bà ấy. Cô có xích mích với nhà nạn nhân, vật chứng được tìm thấy trong nhà cô, cô không có chứng cứ ngoại phạm, động cơ và vật chứng đã đầy đủ. Bây giờ chúng tôi mời cô về đồn để điều tra. Đúng, giải cô đi. Ba, con tính ăn cơm xong là con ra thăm mộ má. Ba đi với con nha. Thôi, con cứ ra thăm mộ má con một mình đi. Ba có công chuyện ba phải ở nhà ba giải quyết. Xin chào cả nhà. Dạ. Dạ chào hai anh. Dạ mời hai anh ngồi. Dạ. Mời hai anh dùng nước. Được rồi, cứ để tự nhiên đi. Dạ. Chắc có lẽ là hôm nay hai anh qua đây để báo cho chúng tôi biết cái tin là mấy anh đã tìm ra được cô Tú là người giết vợ tôi chứ gì. Không, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Ủa vậy mấy anh tới đây để làm cái gì? Chúng tôi tới đây để lấy một số thêm một số thông tin nữa. Dạ. Xin phép anh. Chúng ta làm việc đi. Ông ơi, có phải là vợ của ông chết là ngày 22 tháng 12 và từ lúc từ 8 giờ tới 10 giờ tối? Dạ đúng rồi. Thì ông có thể cho chúng tôi biết là trong cái thời điểm đó đó, trong cái khoảng thời gian đó thì ông đi đâu, ông làm gì và ông gặp gỡ những ai? Thế mấy anh hỏi như vậy có nghĩa là mấy anh nghi ngờ tôi là người giết vợ tôi à? Không 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 không. Anh cứ bình tĩnh. Bây giờ chúng tôi làm những việc cần thiết thôi. Nói chung là chúng tôi cũng rất mong muốn tìm ra ai là kẻ giết vợ của ông, cho nên mong hợp tác với chúng tôi nhé. Thôi được rồi. Ngày 22 tháng 12, từ 20 giờ cho tới 21 giờ 30, là tôi làm việc một mình tôi ở trong văn phòng của bệnh viện. Và đến 21 giờ 30 là tôi lái xe về nhà. Bởi vì văn phòng tôi ở trong bệnh viện, tôi làm việc tới 17 giờ là không còn ai tới đó, cho nên không ai biết được cho tôi là thời gian đó tôi làm gì. Vậy thì ông có biết vợ của ông vừa mua bảo hiểm nhân thọ giá 5 tỷ không? Hả? Bảo hiểm giá 5 tỷ à? Dạ. Tôi hoàn toàn không nghe vợ tôi nói cho tôi biết về chuyện đó. Nhưng mà trong cái hợp đồng của bà nhà với công ty bảo hiểm thì ghi rất rõ, sau khi bà ta chết, 5 tỷ đó sẽ thuộc về ông. Các anh nói như thế có nghĩa các anh nghi tôi là người giết vợ tôi để hưởng 5 tỷ đó? Không, tôi cứ bình tĩnh lại. Tôi bình tĩnh lại. Chúng tôi chỉ mới trao đổi với nhau thôi. Đúng là anh nóng quá, giả thuyết thôi, không có nghi anh đâu. Uống nước nữa. Dạ. Còn ông? Ông nào? Ông đó. Tôi hả? Dạ sao ạ? Vào ngày 22 tháng 12, ông làm gì? Ở đâu? Thì cái ngày 22 tháng 12 thì trong cái khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ tối á, nói thiệt với mấy chú là tôi bị mấy đứa xã hội đen nó dí tôi quá, tôi mới trốn trong cái ngôi nhà quan ở phía sau ngôi trường đó. Thì đúng cái khoảng thời gian đó là chắc tôi ngủ mà cũng xui cho tôi ngủ mình, đâu có ai làm chứng. Như vậy là ông Long không có bằng chứng ngoại phạm đúng không? Ông Long à, hiện tại bây giờ ông vẫn đang thiếu nợ phải không? Đang thiếu nợ cờ bạc và vẫn tham gia đánh bài như bình thường phải không?
Ủa sao cái chuyện đó sao anh biết? Tại vì thật ra thì cái đó cũng là một cái nguyên nhân rất là lớn, một cái động lực là có thể giết chị dâu để chiếm đoạt tài sản để trả nợ cho cờ bạc. Mấy anh nói cái gì kỳ cục vậy? Mấy anh nghĩ sao tôi vậy mà tôi đi giết chị dâu tôi? Không. Mấy anh nói vậy mấy anh không sợ mà anh Long, anh cứ bình tĩnh. Đây là chúng tôi cũng đặt giả thuyết như chúng vậy tôi thôi. Tôi đã đặt giả thuyết thôi mà có gì đâu mà anh phải căng thẳng như vậy. Mời anh ngồi. Nếu như vậy thì cả hai người không có bằng chứng ngoại phạm. Anh có nhớ là trước khi vợ anh mất, bà ta có những cái biểu hiện gì lạ thường không? Hoặc là có mâu thuẫn với ai không? Chuyện mâu thuẫn thì tôi cũng không được rõ cho lắm. Nhưng mà vợ tôi có làm thêm cái nghề cho dai để mà kiếm tiền lời. Tôi có khuyên bà ấy nhiều lần mà bà ấy không nghe tôi. Cho nên tôi cũng chẳng có quan tâm gì tới cái chuyện đó. Như vậy thì cũng có thể những cái con nợ của bà ấy giết bà ấy nữa. Như vậy thì chúng tôi sẽ điều tra luôn cả bọn họ. Ủa chứ không phải là mấy anh đã bắt được cô Tú rồi, rồi mấy anh còn tới đây mấy anh điều tra làm chi nữa? Đúng, chúng tôi đã kiểm tra. Rõ ràng là vết máu trên con dao là của bà nhà đây, và dấu vân tay ở trên cán dao là của cô Tú. Nhưng mà cô Tú cứ khăng khăng là kêu oan, cho nên bây giờ chúng tôi phải điều tra lại từ đầu và chúng tôi mới dám kết luận. Thôi, chúng tôi cũng đã tìm đủ thông tin rồi. Cảm ơn sự hợp tác của hai người. Có gì cần thì chúng tôi sẽ liên lạc sau. Rồi chờ tin. Ba, vẫn chưa tìm được hung thủ giết má hả ba? Chưa con ạ. Tôi đã phát hiện ra một chiếc xe rất đặc biệt. Trên đó có con dao dính máu. Một người đi câu cá đã phát hiện ra được chiếc xe và con dao này. Và khi thấy con dao dính nhiều máu quá, họ mới gọi cho chúng tôi. Cái xe này sao mà nó giống cái xe... Sao à? Giống ai? Giống xe... Xe gì? Giống xe nào? Xe đồ chơi con nít ha anh hai ha. Nhưng mà ý tôi nói là sao cái xe này với cây dao này lại liên quan đến chị tôi? À, ông Long à, ông có thể nhìn kỹ cái dao này. Nó giống hệt như cái dao ở nhà của cô Khả Tú. Và chúng tôi nghi ngờ cái dao này có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ ông Mạnh. Đúng như vậy đó. Chúng tôi đã đem mẫu máu này về kiểm tra. Sớm sẽ có kết quả thôi. Còn đây nữa, bộ điều khiển chiếc xe hơi này và cái bao tay dính máu, chúng tôi cũng đã lấy mẫu máu đây về kiểm tra rồi. Nhưng mà kỳ lạ, tại sao chiếc xe hơi thì ở một nơi, bộ điều khiển lại ở một nơi khác? Alo, tôi nghe đây. Dân, tốt lắm. Có kết quả rồi, mẫu máu trên con dao và mẫu máu trên bao tay đều trùng khớp với nhau. Và đó là mẫu máu của vợ ông. Nhưng rốt cuộc ai là người đã giết vợ tôi? Mà tại sao con dao lại nằm trên chiếc xe này? Có thể đêm hôm đó chuyện xảy ra như thế này. Tao sẽ gương mặt của mày tan nát gấp triệu lần gương mặt của tao. Mày sẽ chết. Mày làm gì vậy tao? Mày giết tao. Thank you.
mày đã hại hương mặt của tao ra nông nỗi này, vậy tao sống để làm gì hả? Tao sẽ cho tụi bay chết theo tao. Chứ bây giờ tao sống dở chết dở như vậy làm sao? Làm sao tao có thể sống được? Tất cả máu tao đã nhuốm vô con dao của mày rồi. Lúc đó mày sẽ bị bắt, ruột mày sẽ chết. Mày sẽ chết, tao không để cho mày sống được. Mày sẽ không mà sống yên ả khi mà gương mặt của tao như vậy. Do ông đã cậy cửa ăn trộm con dao của Tú và mua thêm một con dao y hệt như vậy, rồi sau đó gian cảnh gây lộn với cô Tú, để khi mà tự sát xong mọi người sẽ nghĩ rằng cô Tú sẽ là thủ phạm. Bà ta cũng tính toán rất là kỹ khi đã để sẵn cho chiếc xe hướng về phía bờ sông và cột cây dao lên chiếc xe đó. Chỉ cần bấm nút, chiếc xe sẽ lôi cây dao xuống sông và nước sẽ xóa đi mọi dấu vết. Bà ta cứ nghĩ là những kế hoạch của bà ta là hoàn hảo hết, nhưng mà không có nghĩ ra được một điều là chiếc xe bị mắc kẹt ở nhánh cây. Vợ tôi hành động thật là nông nổi. Sở dĩ tôi quan tâm đến cô Tú là vì cô ấy không còn cha mẹ, chỉ sống với bà nội. Mà nội thì cũng đã qua đời. Chứ thực ra tôi và cô Tú đâu có những cái tình cảm nào đặc biệt đâu. Hai ơi, bi kịch này xảy ra là tại vì chị Hai quá yêu thương anh Hai mà thôi. Anh nói sai rồi. Tình yêu thì không có tội. Tội chính là do sự ghen tuông mù quáng thôi. Và mình tự kéo mình vào vũng lầy do chính mình tạo ra. Không có tiền, không chịu làm công việc đó thì đi ra ngoài. Ông dòng này có tàn bại với tao rồi nè. Dạy lắm. Con. Đi về đi. Trời ơi, nội sao vậy nè? Nội ngồi đi nội, con lấy thuốc cho nội. Rồi. Chị làm quá là bà chết tại chỗ này, là em với chị nên làm ăn quả đó. Không có chuyện chết đâu. Không, chúng tôi cần giữ yên hiện trường. Bà ơi, bà ơi. Bà ơi, chú ơi. Sao lại thế này Tú? Bình tĩnh.